Bên thưa quý vị bà con cô bác xa gần, hôm nay là cái ngày rằm tháng 3 âm lịch, thì tại xóm 3 xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là có một cái đền gọi là đền Đệ Nhất. Thì hôm nay là đây là một cái đền rất là linh thiêng ở nơi thôn quê vùng đất Trương Nghệ. Hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và bạn, đây là một cái di tích được cấp tỉnh chứng nhận là di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh. Thì hôm nay Minh Toàn xin giới thiệu đến quý vị và bạn về ngôi đền linh thiêng ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Và đây là cái đường vào đền. Và hôm nay là ngày chính rằm, các hoạt động là kéo dài từ ngày hôm qua, hôm kia, tới cách đây 2 ngày. Các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật cũng như thể dục thể thao. Thì hôm nay là cái ngày chính của ngày rằm. Thì là Minh Toàn Hồng Tào thắp hương ở trong đền. Thì hôm nay Minh Toàn xin kính mời quý vị, bà con, cô bác xa gần chúng ta hãy cùng với kênh của Minh Toàn vào chúng ta thăm cái ngôi đền mà cũng được đánh giá là một ngôi đền cổ kính và linh thiêng. Xin mời quý vị bạn chúng ta bắt đầu đi vào trong đền nhé. Đây là cái đường vào đền. Đường vào đền thì đây là một di tích mà các quý vị bạn cũng đang có thể tu sửa nhiều. Đường vào đền thì mới rải đá, thì quý vị bạn cũng chưa có kinh phí để làm đổ bê tông mà chỉ mới đắp đất rải đá thôi. Đấy, quý vị bạn thấy đây, trước đây là một cánh đồng lúa rộng mênh mông. Và nhìn xa xăm ở phía đằng xa, quý vị bạn có thể thấy đây là cái một cái núi mà ở quê hương của mình gọi là cái Lèn Hai Vai. Lèn Hai Vai này cũng có những cái câu chuyện sự tích về cái Lèn Hai Vai này. Thì có một dịp nào đấy thì Minh Toàn cũng sẽ mời quý vị bạn chúng ta để khám phá cái Lèn Hai Vai này. Đây là cái cổng của ngôi đền các bạn. Bà con cô bác xa gần ở xã Diễn Nguyên nếu có dịp về được ngôi đền Đệ Nhất thì rất mong bà con cô bác xa gần ta hãy về tham quan đền Đệ Nhất. Và Minh Toàn sẽ mời quý vị bạn chúng ta hãy tham quan xung quanh. Đây là xung quanh của ngôi đền. Và đây là, thưa quý vị bạn, luôn là năm nay năm 2018, ngôi đền cũng chưa được đường xá với các khuôn viên xung quanh cũng chưa được tu bổ nhiều, cũng cần các cái tấm lòng hảo tâm của bà con cô bác xa gần. Đây là khuôn viên, một cái giếng ở đây, và trong này cũng đang trồng ươm các cái cây để sau này cây này lớn lên sẽ che mát cho các cái những cái hoạt động cũng như ngôi đền. Và như ở đây tối qua là cũng đã diễn ra cái hội diễn văn nghệ của xã. Và đây việc bạn, đây là hai bên đền có các hai vị để đứng ở ngoài đền xưa, đền rất là cổ kính.
Và đây là phối cảnh tổng thể của cái đền đệ nhất. Đấy, đây là phối cảnh tổng thể của đền đệ nhất của các bạn. Đây, trong này là ngôi đền, đi vào trong này thì có các hậu cung và các ban để thờ cúng, thì thắp hương chúng ta thờ ở trong này. Kính thưa quý vị các bạn, là hôm qua là có hội diễn văn nghệ ở đây. Bên cạnh ngôi đền là có một cái ao, đây cũng có cái ao nó khá là rộng so với ngôi đền. Và vừa qua thì cũng có thả các cái nến, nến hoa đăng ở đây. Đây là phía ngoài của ngôi đền Việt Văn. Thưa quý vị các bạn, thời gian bây giờ là 6 giờ sáng, thành ra là số lượng người mà đến đền cũng đang rất là ít. Thì khoảng 8 giờ thì mới là cái chính thức bắt đầu bước vào cái lễ chính của đền lớn nhất ngày hôm nay. Và đây là một cái bia thờ. Khuôn viên của bên tay trái của đền là có một ngôi nhà để xây lên, thì cũng để mà phục vụ cho đền và lễ hội. Thì ngôi đền đền đệ nhất ở đây thì quý vị bạn cũng đang biết là đang còn rất là cần được những cái tấm lòng hảo tâm của bà con cô bác xa gần nhớ về cội nguồn quê hương, nhất là những bà con cô bác mà ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thì chúng ta khi nào chúng ta có dịp về quê hương, hãy ghé qua đền đệ nhất để chúng ta thứ nhất thắp một nén nhang nhớ về cội nguồn, và cũng rất mong những tấm lòng hảo tâm của bà con cô bác xa gần để về để ủng hộ và cũng như là công đức để làm cho ngôi đền ngày càng khang trang hơn.
Đây trước trước ngôi đền là cái nghĩa trang, và dọc theo hàng cây có một hàng cây và là một cánh đồng lúa bao la bát ngát. Hôm nay kênh Việt Nam Travel đã giới thiệu đến quý vị các bạn và các bạn cũng như bà con cô bác xa gần, nhất là những bà con cô bác ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về với về ngôi đền đệ nhất ngũ tọa tại xóm 2 xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Và rất mong quý bạn chúng ta hãy một lần về đền đệ nhất để chúng ta nhớ về cội nguồn, và để không bỏ lỡ những video thú vị hữu ích về quê hương thì kính mong bà con cô bác cũng như là quý vị các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh của Việt Nam Travel để chúng ta sẽ được cập nhật những video mới nhất về quê hương như là những cái video thú vị khác của kênh Việt Nam Travel. Một nữa xin mến chào quý vị, xin cảm ơn quý vị đã xem video này, và xin hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video tiếp theo.